Kính chào mọi người, hôm nay là mùng 6 âm lịch Tết đấy. Và còn mình là ở quê Phù Chính là mình có tiệc bún. Không biết là cái tiệc này nó bắt nguồn được khoảng bao nhiêu thời gian nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn khoảng 8 thịt, 4 thịt kỷ rồi. 4 thế kỷ thì là 40 năm à? 4 thế kỷ là 400 năm. À, 400 năm chứ. 400 năm mỗi một thế kỷ. 4 thập kỷ mới là 4. Hôm nay mẹ mình với lại cả thím thứ hai nhà mình đang buồn ngủ mà nhắm mắt mở vẫn dậy rất sớm ấy. Đây là đình. Đây là cả đất của con. Bà gọi cho tôi là đình làng. Đình làng. Đình làng lúc nào mình sẽ quay. Anh Hồng thì lấy thịt bánh cuốn thì đậu. Quay cho các bạn xem đình làng Phù Chính. Cái tiệc bún này là chỉ họp một năm một lần thôi, đúng cái làng trái tim của xóm đình ba. Và tất cả mọi người buổi sáng đều ra đây để mua bún này. Không ba à. Dạ. Anh Mạnh đang quay đây. Ê, mà nhắm mắt mở ơi, dậy sớm. Ra xem tí anh. Ra xem tí. Đấy nghĩa là phải ngủ thêm 2 tiếng nữa. Ôi giời, hôm qua cánh nhà ông hiểm. Các cụ đến quay thế. Quay đi. Quay có kết. Cờ dập trời các bạn. Không, ở đây không phải là bán nguyên bún đâu nhá, mà là bán cả tất cả các loại hoa quả rau cỏ các kiểu. Đi quay thì mua nhá. Đi mua đi. À, anh. Mẹ bây giờ phải đi dậy sớm mà đi đến giờ ra quay về cùng. Bây giờ hai mẹ con đi xuôi mẹ ra mẹ đi. Đi. Đây, em. Đây anh. Đi ra ba nhuận. Bác Ly ơi, hôm nay muốn chào con. Bác con là đi ra ba nhuận. Bác ơi, con trai mua hồ biết anh ba gái đây. Mua luôn đi cháu ạ. Rồi. Tí nữa cháu mua. Để đấy, con cho cháu. Xem một lột. Đây là... Đệ, ông dậy sớm ấy. Đấy. Cô dậy sớm đấy, cô mua được cái gì cho? Cô mua được nhiều thứ rồi. À. Bà. Bà. Lấy bánh bún. Chúc sức khỏe bà năm mới nhá bà nhá, thật nhiều sức khỏe nhá. Vâng bà. Bánh bún đậu. Chúc sức khỏe bà nhá. Bà tí nữa mẹ đọc cho lấy. Dạ có. Dạ dạ vâng. Bà. Có phải tôi không thành quá. Bà. Cháu mày đợi các bác được không? Cháu rất là tốt. Đâu đây? Nhà tất cả những cái đây đây cháu đây. Rau tươi là đây của nhà đây à? Đi ra được bún luôn à? Không được kêu không ông cả. Làng quê làng mình ấy. Đây là làng Phù Chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cứ vào sáng ngày mùng 6 Tết là... Vâng. Ông bà ra hát thì không ra. Cháu chúc sức khỏe ông năm mới nhá. Sức khỏe nhá. Dạ. À. Con đi quay... À đấy, cả cháu. Châu ạ. Châu. Dạ. Về à? Dạ vâng. Cá to chưa và cá này phải tầm 7 cân các bạn. Quá to. Ở đây thì bà làm thì làm bún cá được. Ô, bà trẻ của mình đấy. Bà trẻ đây. Nói rau của cô đây, mấy cái gì đó. Con nấm riêng. Cô không lấy nấm à? Không, em có nấm. Cái tiệc bún cá ở quê mình thì có cả gì nhỉ? Cái đấy là cái rau thanh hao này. Rau hành. Đầy đủ. Rất là hành tươi. Đây à, hay thế nào nhỉ? Không phải anh thanh hao chưa? Thanh hao rồi. Cảm ơn mọi người. Họp vào ngày sáng ngày 6 Tết mà ở khoảng cách khoảng độ tầm 2 cái số. Ba. Dạ vâng. Bác trẻ chúc Tết sức khỏe ba nhá. Dạ vâng.
Ở đó đúng đi chợ quê. Đúng đi ra, tay ơi, quê chợ quê đi. Tuyệt vời. Đã bao năm rồi mình nó đang kêu nó chưa được ăn kẹo dài nữa. Với này chúng ta bảo đúng rồi, chính xác. Con chờ vợ mang trong tay được trong chu. Hôm nay có cả rượu tây. Được rồi. Có không có để mang hết ra mọi nhà nhưng mà sáng cổng nhà. Thấy anh xấu quả là cũng hay liên quan với ở còn tất tin cho anh. Còn tất của anh cứ cầm để đưa nó ngoài cũng báo đấy. Đông con nhiều cháu. Ừ. Đạo hơn người con. Con nhiều cháu là tốt. Ừ. Cú ba. Con ba đứa. Thế chả trách được con đâu bằng mọi. Để con đi một tí. Ừ. Đấy, con được không? Đấy, con cơm không? Dạ bác yêu kìa. Được rồi, con cầm. Yêu vừa bà đang mạnh đó. Con vừa coi, con vừa. Quay cho bà thế. Đó lên đó. Tối nay bác được uống nhiều tơi. Tối lên TV luôn. Tối bà em lên TV nhá. Ừ. Đây này, con đeo của cháu rồi đây. Ôi, giời lớn. Cháu rồi. Băng đứa lớn nha cháu. Đứa thứ hai. Đấy, ui dồi. Sắp bà em rồi. Để cung với bà mày rồi. Ừ, đang bảo chẳng là. Đó, ba đứa. Mà anh bố là phải kiếm ba đứa bắt em đi nơi thôi. Cô, anh của ta đẹp dài thì mới cứ gọi là xấu. Tốt, tốt. Dạ. Đi đi. Cô có về đó. Anh đó. Anh. Em đó. Anh hả? Khỏe không anh? Vâng. Chúc sức khỏe anh năm mới nhá. Em phải. Không ạ. À? Quê mình đấy, quá. Đi đâu thì đi nhưng mà không bao giờ bằng về quê hương. Quê hương mình bây giờ đẹp lắm. Quê không muốn đi, bám mua chưa? Bám mình. Con đi thấy được nhiều chưa? Dạ, cháu đang đi. Đây nhà quê mình bây giờ là đường rồi, đường ở đường vẽ hết quá, văn hóa lắm. Chào anh nhá. Thế ra ba hôm vừa bán vào này chạy bác. Bà. Cháu chúc sức khỏe ông bà năm mới nhá. Thật nhiều sức khỏe. Dạ vâng, đây bác mình các bạn. Cháu yêu đường đấy. Con về hôm 28 âm. 28 âm à? Vâng. Thế muộn thế à? Dạ. Thế có được tháng không? Được 24-25 ngày. Được. Dạ. Dạ. Cháu xin phép để cháu đi quay một cái nhiệm vụ. Cháu có đang đi bán kìa. Cháu đang đi bán. Bà. Dạ. Cháu chắc mua lấy đậu rua này. Không, như mạch muốn. Lấy cho ba ruộng, muốn lấy cho ba ruộng đâu. Bây giờ chỉ lấy đậu những bên cuốn rồi. Lấy ít thôi, không ăn đâu. Một con đậu cuốn. Chỉ nữa chiều rồi, mua ba đậu. Một con mạch cuốn. Đậu lấy 10 mớ cái của cô nhá. Thế rồi, không ăn đâu mày. Đấy, bà bám mình đây. Vâng. Bà mua chưa? Mua rồi, ba cũng đi. Ba đến xoài này. Còn ngon chưa? Đoạn thịt hành xoài ngon quá các bạn. Đây là rau cần tây này. Cái này xào thịt bò ăn tuyệt vời. Thì là cần ta. Ô dồi. Xét thì cần, thì rau cần thì đắt lòi mắt thì mới cặp. Về đây khao ăn. Ôi, phát kinh quá này.
Cháu ơi, con trẻ con đang ngủ. Ô tô dập trời các bác ạ. Mai nhá. Vừa chắc bé vừa buông qua cho một xuân. Phải có cả đồng chú buổi nhá. Gì nhỉ? Cháu cần mua cho bà nào? Mua gì ạ? Dạ. Đâu em quay với ba mua cái gì ba mua đồ. Ăn đâu chị? Nào đi làm cho em tính chơi làm. Đặt quá, cháu đặt này, bán chính làm thì hai hôm xong. Có ba đầu nhỉ? Quá quá. À, hiểu à? Hiểu. Ô cháu nó bạn lên chơi. Ồ thì bán hết chưa? Hết rồi. Bán hết rồi à? Anh Châu ơi, nói thêm tí bánh đi. Tới đang bún nhưng mà ăn đâu. Hả? Ba. Không ai ăn. Ông ai à? Vâng. Ông ai ba rồi. Sao tí bánh nhỉ, bánh ngon lắm. Ai ăn đâu. Mua bún lên rồi à? Còn bạn bè tí nữa. Nhưng mà bạn bánh gì? Bánh cuốn thôi, ngon lắm. Từ xem hoặc xem ba vững được. Xem ba lấy. Gọi đấy cho anh ít thôi. Hả? Cho anh ít thôi. Một cân nữa. Ờ được một cân đi. Cho một cân ba. Quay chợ à? Thế để ai, anh để đây là tí ăn cơm. Vui quá. Ba. Ở đây là chùa mình xây dựng. Chùa đang xây dựng. Đi dọc làng thì là cuối làng. Đầu là ngược. Đầu là đằng ngược, còn đây là đúng vậy là đuôi là đằng xuôi. Chiều dài cái làng là nó khoảng rơi vào cỡ 1,5 km. Mẹ ơi. Mua thứ đi, cháu dài. Mua thứ về lẩu. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? 25.000 anh ạ. Anh. Ừ, một chỗ thôi chứ đi nghìn nhiều chỗ. Cho cái túi 25.000 đi. Đây anh đây. Cảm ơn nhá. Không à. Cháu có mua cho mỗi nhà cái này. Vê không ăn hết. Bánh bún đây được. Đây không? Bánh quấn đi. Bánh mua đây chứ? Lại. Có ăn mua đây. Thưa mình mẹ lại mua đây. Nhìn thấy đây ăn bánh quấn không luôn ba lồi mãi. Em ơi, em mua gì đấy? Đi về đi về. Mẹ đi về. Đấy, về đi em để mang lời ru của mẹ. Nơi ngọt ngào lấy cho thêm cái hai bánh tẻ hai cái nữa thôi nhé. Lấy cho đến nỗi nữa là còn đầu tư. Hai cái tiền này mẹ ơi. Mẹ có đi thôi. Bánh tẻ các bạn. Bánh tẻ nóng, nóng bỏng đây này con này. Cái đây làm bằng gạo tẻ này bao nhiêu? Làm bằng gạo tẻ. Đây đang hát đấy. Chùa nhà mình sắp xây xong rồi. Đâu đó kia đi. Đi. Cháu về nhá. Rồi ạ. Ôi. Ở đây sẽ họp. Cháu về. À. Về. Dạ. Con về à? Vâng, con về rồi. À, thế ta lại đi. Vâng, vâng, vâng thế. Con lại đi. Cho mọi người ba nhá. Con khoảng chục hôm nữa con đi. Ồ, thế xin cảm ơn nhá. Rồi ba à. Mình vui lắm.
đâu. Yeah. Khỏe. Năm cậu qua nhá. Vâng. Vâng. Có nhiều sức khỏe không nhá. Bữa nay cậu qua cháu. Rồi rồi. Nhá. Về được lâu không? Cháu về được hơn 2 chục hôm. Vâng. Đây là to thế à? Chị Hạnh nha, bác về rồi à? Ngồi uống rượu cái to nha anh Thông à. À, to anh còn nhớ mà to mẹ còn nhớ mới hết rồi thì ngày 10 tháng 5 là ngày giỗ thánh thành hàng làng Thôn Phủ Chính. Trải qua nhiều lần lễ tế TV và YouTube. Năm nay 2024 ban tổ chức lễ hội Thôn Phủ Chính tổ chức lễ hội 2 ngày. Ôi cho mỡ cằn đấy. Ngày 19 và ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đang mua rau rồi á? Còn lớn. Đâu rồi? Tổ chức buổi sáng ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn có các nội dung sau: một, tiết mục đồng diễn khai quạt; hai, các trò chơi dân gian. Có dòng cân rồi đúng không? Hoa nhã gói mà. Vâng. Ba. Ừ. Vâng. Dạ. Cả gia đình về chứ. Vâng. Để được con trai mừng quá đâu. Ba thảo được mua ăn. Mua đi. Ôi trời ơi, hoa đi chị ơi. Cảnh xe cắt tỉ mua gà, nấu tôi bây giờ đường làng mình ô tô đi ngập trời quá. Họ mở khoảng 2 tiếng, đúng 2 tiếng 3 tiếng. Thời gian đăng ký trong 2 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 6 tháng Giêng với hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2024. Thời gian dâng lễ đúng 14 giờ ngày mùng 9 tháng Giêng tức 2 giờ chiều. Các tổ cấp lễ là tôi dân gian sân đường cung bày để các tổ chức chấm lửa mang bún về này. Xong chưa tím? Xong hết chưa? Xong rồi. Vẫn đang lấy hoa. Tranh thì nó về nhà hả? Nấu ăn bún cá cho các bạn. Kính chào tất cả mọi người, chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bình an. Xin kính chào mọi người.